Thưa quý vị, chiều qua ngày 18 tháng 3 năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng đoàn đại diện Ban cán sự Đảng của Ban dân tỉnh, các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến khảo sát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đến khảo sát khu vực lễ khởi công công trình cầu Rạch Miễu 2 thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Tỉnh ủy của Ban dân tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương chuẩn bị cho lễ khởi công dự kiến vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, có kế hoạch và lịch trình cụ thể không để bị động, công tác tiếp đón đại biểu chu đáo, đảm bảo các mặt công tác an ninh hậu cần. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cùng đoàn đã đến khảo sát vị trí xây dựng cầu Tân Phú trên quốc lộ 57B nối hai huyện Châu Thành và Chợ Lách. Vị trí cầu Tân Phú được lựa chọn cách phà hiện hữu khoảng 200m về phía thượng lưu. Thời gian dự kiến thực hiện toàn bộ dự án khoảng 4 năm, từ năm 2022 đến năm 2025. Tổng kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Phú trên quốc lộ 57B là một phần quan trọng kết nối giữa các vùng kinh tế của các huyện Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thông qua quốc lộ 57 và cầu Đình Khao. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa to lớn về mặt chiến lược, kinh tế xã hội, quốc phòng. Đoàn cũng đã đến khảo sát các vị trí dự án xây dựng cầu Đình Khao. Theo tờ trình, dự kiến cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên tại vị trí cách phà Đình Khao hiện hữu khoảng 5,5 km về phía hạ lưu, kết nối với cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách và kết thúc tại vị trí giao với quốc lộ 57B hiện hữu. Thời gian dự kiến thực hiện dự án là từ năm 2022 đến 2025 theo hình thức đối tác công tư BBB với tổng kinh phí xây dựng 2.425 tỷ đồng. Cầu Đình Khao sau khi hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng giao thông giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre, giải quyết ùn tắc giao thông trong khu vực, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách và đặc biệt là các mặt hàng nông hải sản, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội các tỉnh thành trong khu vực. Cũng trong chuyến công tác này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cùng đoàn đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu tại huyện Chợ Lách. Sau khi tham quan nhà máy chế biến, đóng gói và nghe báo cáo tình hình hoạt động của công ty, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao về chuỗi liên kết sản xuất, tạo dùng nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu, xây dựng được thương hiệu và chiến lược hoạt động của công ty. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị liên quan của huyện Chợ Lách và tỉnh tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để công ty mở rộng sản xuất, hỗ trợ vốn, xử lý môi trường, xúc tiến thương mại.